Xin chào các em. Bây giờ chúng ta cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Con hổ hay còn gọi là con cọp. Con hổ, con cọp. Hổ là một loại thú dữ ăn thịt sống. Đây là con hổ Đông Dương thuộc họ nhà mèo. Con hổ kêu thế nào? Con hổ có những bộ phận nào? Đầu, mình, chân, đuôi. Có bao nhiêu con hổ đang ở đây? Có 4 con hổ đang ở đây. Những con hổ này đang làm gì? Con hổ này đang đi tìm thức ăn. Con hổ này đang ngồi. Con hổ này đang ngâm mình trong nước. Con hổ này đang nằm. Lông của nó có màu gì? Màu vàng đậm và có nhiều vằn đen. Màu vàng đậm. Màu vàng đậm. Vằn đen. Vằn đen. Bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con hổ hay còn gọi là con cọp. Con hổ, con cọp. Hổ là một loại thú dữ ăn thịt sống. Đây là con hổ Đông Dương thuộc họ nhà mèo. Con hổ kêu thế nào? Con hổ có những bộ phận nào? Đầu, mình, chân, đuôi. Có bao nhiêu con hổ đang ở đây? Có 4 con hổ đang ở đây. Những con hổ này đang làm gì? Con hổ này đang đi tìm thức ăn. Con hổ này đang ngồi. Con hổ này đang ngâm mình trong nước. Con hổ này đang nằm.
Lông của nó có màu gì? Màu vàng đậm và có nhiều vằn đen. Màu vàng đậm. Màu vàng đậm. Vằn đen. Vằn đen. Bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con hổ hay còn gọi là con cọp. Con hổ, con cọp. Hổ là một loại thú dữ ăn thịt sống. Đây là con hổ Đông Dương thuộc họ nhà mèo. Con hổ kêu thế nào? Con hổ có những bộ phận nào? Đầu, mình, chân, đuôi. Có bao nhiêu con hổ đang ở đây? Có 4 con hổ đang ở đây. Những con hổ này đang làm gì? Con hổ này đang đi tìm thức ăn. Con hổ này đang ngồi. Con hổ này đang ngâm mình trong nước. Con hổ này đang nằm. Lông của nó có màu gì? Màu vàng đậm và có nhiều vằn đen. Màu vàng đậm. Màu vàng đậm. Vằn đen. Vằn đen.